Em chào cô ạ. Các em có biết hôm nay cô mang mang đồ để làm cái bông hòn đến đây làm gì không? Em không biết à. Thầy cô nói nhỏ cho nghe này. Cuối năm nhà trường sẽ tổ chức đi làm bác và ngày kia sẽ được mặc đồng phục áo dài ở ngoài, váy áo cộc ở trong, áo đồng phục mùa hè, còn cái đồng phục thì mặc ở dưới. Bạn nữ thì mặc thế, còn bạn nam thì mặc áo dài áo cộc ở trong, còn bạn trai thì sẽ mặc quần mùa đông, quần đồng phục mùa đông đấy. Bây giờ còn hôm nay cuối năm nhà trường sẽ tổ chức lễ hội kẹo bông gòn. Các cô sẽ lấy tượng kẹo bông gòn siêu to khổng lồ luôn, và ngày kia các em đi dây chạy bộ đội đấy nha. Thì đi dây chạy bộ đội cũng mặc quần áo như cô vừa nhắc cô nhé. Như bây giờ cô sẽ dạy các em, nếu các em muốn quen làm kẹo bông gòn, cô sẽ dạy các em nhá. Đèn cái khen đó, các em thấy nhiều không? Thích không? Thích. Các em có thích ăn kẹo bông gòn không? Em có. Vừa nhiều đường, vừa ngọt, vừa mềm. Bây giờ bạn nào biết làm kẹo bông gòn ở nhà trong đêm rồi thì hãy giơ tay lên cho cô nào. Em không biết là như là các em chưa quen làm, nhưng bây giờ cô sẽ dạy các em nha. Đây là cô sẽ đố các em. Các em đây là cái máy gì? Cái máy để làm kẹo bông gòn à? Đúng luôn. Còn đây là cái mic để các em nói nha. Đây các em để giữ miệng như này này, không cần cao quá đâu nhá. Được ạ. Cô đố các em biết đây là chai gì? Đây là chai nước rửa bát à? Không phải chai nước rửa bát, mà đây là chai đường để chúng ta đổ ra thìa, xong rồi thìa sẽ đổ vào cái máy này nhá. À thế à? Em còn, nói là quê còn không đây biết. Là cái thìa này à. Đây là cái que để xoay kẹo bông gòn nó sẽ lên à. Bây giờ cô sẽ cho các em nhìn cô làm. Các em biết rồi thì các em sẽ quay vào bàn và các em sẽ học nhá. Vâng ạ. À. Đây, cô lấy chai đường này nhá. Cô lấy chai đường này ha. Mở cái nắp ra. Cô để đây. Cho một giọt thôi nhá. Đừng có cho ba giọt. Ba giọt là hết luôn đấy. Đúng rồi đấy. Đây. Bật máy lên. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ bật máy lên. Đợi chỉ có 3 phút thôi các em nha. 3 phút. Nếu chờ kẹo bông gòn nó, nếu chờ 3 phút thì các cô em và các cô sẽ chơi một trò ha. Vâng ạ. Ok luôn. Cô với cả các em sẽ chơi bắn tứ tì. Nếu mà cô ra cài phúa thì cô sẽ thắng, còn các em ra cài giấy thì các em sẽ thua, được không? Ôi dồi, thế á? Thế cái giấy lại thua cái búa? Thì tôi cô sẽ nói cái giấy thắng cái búa. Đúng rồi. Nào bắn tứ tì nhá. Nhưng mà không được hòa nhau đâu. Bắn tứ tì ra cái gì, ra cái này. Wow. Bảo cô làm đi. Ô, kẹo bông gòn đã được rồi đấy. Bây giờ cô sẽ lấy cái que này. Xoay 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 xoay. Đấy, cái này lên này. Lên wow, à. Wow, đã hết giờ rồi, chúng ta đã hết đi. Wow, đẹp không? Đẹp quá, hình như là hình trái tim luôn nha. Hình trái tim, đúng rồi đấy. Cô cũng thấy đúng là hình trái tim. Bây giờ cô sẽ bóc ra và cô sẽ cho mỗi bạn một miếng nha. Vâng ạ. Ở cái này nhỏ lắm nhỉ. Đây này. Cho em miếng.
Mệt rất là mệt cô ạ. Con Tại cuối cùng là ngủ của bạn mày. à. Các em ăn có thấy ngon không? Có mềm không? Có ngọt không? Quá là ngon, tuyệt vời luôn. Toàn đường. Các em có biết tại sao không? Bởi vì đường rất là ngọt đó. Mà ăn nhiều có sợ béo phì không cô? Cô nghĩ đã hả? Ngọt quá là không được đâu. Nhưng mà cô may quá là cái chai đường này nó không ngọt lắm. Tại vì ngọt lắm nó sẽ bị sâu răng, các em biết không? Thế à, cô có bị sâu răng không? Không sâu chí à. Cô không sâu như vậy. Nhưng mà cô cái răng nó cứ xuống ra đây. Đấy. Nhưng may quá là chai đường này chỉ ngọt, hơi hơi ngọt thôi. Nhưng thật ra là nó không ngọt quá đâu. Ngọt quá nó sẽ béo phì và sẽ bị sâu ra, các em biết không? Em thấy cô cũng hơi béo phì Béo phì. Nhưng mà cô mặc cái váy này nó có cái chun thấp và cái bụng mất. à, thế là không nhìn thấy béo phì đâu nhỉ. Hôm nay cô rất thích mặc bộ quần áo này á. Thế á, Cô cô rất xin thích. tin đấy. Đúng rồi. Bây giờ các em sẽ làm nhá. Như từ từ đã, cô sẽ cho một bạn ngồi vào một bàn cùng một bạn là sẽ thành hai bạn. Sau đó hai bạn sẽ dạy với nhau. Bạn kia cầm chai đường, bạn kia cầm thìa. Còn bạn kia đang cầm chai đường thì sẽ rót sang nước thìa mà bạn đang cầm thìa, Thế đúng thôi không? cô ơi, có hai bạn mà cộng thêm bốn bạn nữa muốn làm thì là mấy bạn? Bốn bạn nữa thì hơi thì Hai bạn rồi một bốn bạn muốn vào làm nữa là mấy bạn? bốn bạn. Để cô xem chai, cái chai đường này người ta hướng dẫn là có được cho bốn bạn ngồi với nhau không nào, để sử dụng. À, cô đọc hướng dẫn sử dụng mà. Không được cho bốn bạn ngồi với nhau, chỉ cho hai bạn là được. À, chỉ Thì sợ hai chai bạn. đường này sẽ hết mất. À, ra Chỉ thế. có hai bạn ngồi cùng nhau được thôi các em ạ. À, ok. Nhưng mà chỉ một bạn cùng một giò thôi nhé. Bởi vì Ôi. bạn kia cầm đường thì bạn đang cầm đường thì bạn đấy sẽ rót sang bên tay bạn đang cầm thìa nhé. À, Các em hiểu chưa? em hiểu rồi ạ. Bây giờ cô sẽ cho các em làm nha. Tuyệt vời. Cô sẽ cho Sushi ngồi với Linh Trang nhá. Vâng ạ. Vâng nha. Linh Trang ơi, tớ sẽ dạy cậu làm theo vừa nãy cô làm ấy. Sẽ đối dịch Để dịch tớ làm, sang ấy. tớ cầm thìa nhá. Được rồi, cậu cầm thìa đi. Để tớ cầm được. Sushi cầm Nè đi. nè nè nè. Để tớ góp. Một giọt thôi nhá. Đây, tớ chỉ cho một giọt thôi. Úi, thì nữa thì hai giọt đấy cậu ạ. Một giọt thôi. Rồi, tớ Thì cho nữa đây thì nhá. hai giọt. Bây giờ tớ sẽ, là cậu sẽ bật bếp. Bật bếp lên rồi chờ 3 phút. Cô ngồi bảo thế mà cậu. Em bật lên. 3 phút sau. Cậu ơi, đã 3 phút sau rồi. Có thể dùng cái này rồi. Này cậu Lại. xem đi. Wow, Đó. là nhiều. Hình như là tớ vừa thấy cái máy này nó hình gì. Nó ra kiểu bông tròn hình gì. À, Như là hình ngôi hình ngôi sao. sao rồi. Hình ngôi sao. Quá, wow, nó ra hình ngôi sao thật đấy. Cậu mang đi cho cô xem đi. Nhưng mà cô bảo là phải chờ các bạn làm sao thì chúng ta sẽ mang lên và cho cô xem. Thôi mình ăn đi cậu đi, cậu Chào này. các bạn đi. Chào các bạn mình đi ăn. Cậu ăn đi. Xin mời các bạn nha. Xin Hẹn gặp chào lại các các bạn nhé. bạn, hẹn gặp cả các bạn nha. Tiêu chưa xong. Và các bạn hãy ấn đăng ký kênh để video của mình được 100 người xem nha. Bye bye.